Cha sơn chim rịp xuống bóng ôn đại công phong tại tam đan tu sơn áp hệ bình tiêm miền chơi được bao dương và cùng một căn thân nạn riêng thì xa ăn lê được bao dương cứ thân nạn tìm ra muối trả chân ôm mà xong mấy những ban chôn mê riêng tìm bấy ban bẹt cận đà là hai chân là ngày ní dương nâng và to đồng bay bình chọc mê riêng tìm bấy chung mùi nâng khi bình tay dương môn nâng bình to chôn chùm nói đi cứ dương nâng rùm lực bịa được bao dương tăng ra muối đại dương ban riêng vì mà sao mình sần chẳng ôm sự không thể dân chạm á nè chả chẳng ôm bịa thì mùi phò dân cười cái meet seller buyer corn fruit price ok chẳng sự không ta chạm tàng ca bỏ price hay nâng ca sụt xe hay an tình ọ phong đài lỡ ní dân nâng chô chùm nói mùi tiết cư chùm nói đi language focus chẳng chùm nói đi rồi bỏ dân cư dân tan tá riêng pi chùm nói tôi này vay dự cò chẳng ngày nay dân nâng riêng pi WH questions with be and do chẳng kì ai dân just WH question with be and do chà chẳng dân đăng hai verb to be bỏ dân cư dân miên ai kê khá lát chẳng ní cư dân miên I, you, we, they, he, she, it chà chẳng dân nâng pra anh ní chì mùi nâng do bình tái đôi đời nhông ban bà riêng mê riêng môn nó về dân pra do rư có does dân pra ấy kê chì mùi dân pra do chì mùi ấy hay pra does chì mùi ấy kê chẳng xâm rạp do cư dân pra chì mùi nâng I, you, we, they. Chẳng anh ấy cứ dân pra cho mùi nâng do. Hay xâm rạp he, she, it. Dân pra cho mùi nâng does. Chẳng đôi đời dân khơi nơ ưu tù hò phò dân. Chẳng dân mơ what do you buy at the village market? Chẳng dân mơ what. What ní cứ chô lại kế WH question. Hay do, do ni cứ chia vay đại kê ở dân pra do. You cứ vi chôl nâng verb be phò dân. Ok, buy at the village market. Chẳng dân khơ nhà ni cứ chôl tùm rung nâng hai. Ok, chẳng dân mơ mơ bật tọp tiết. What does Mrs. Sophia sell? Chẳng dân khơi cái này ní what cứ chôl tùm rung WH question hay does. Does đôi đầy nhóm bám práp bà xin chị dân pra chùm mùi nâng he, she, it dân pra does. Tại I, you, we, they dân pra do. Chẳng does cái này ní Mrs. Sophia. Chẳng Sophia quát cứ chia mà nụ sợi bà xin chị dân mì dây biệt ní cứ dân đặt thà she. Chẳng vì chôl does. Ok chẳng what does Mrs. Sophia sell? Ok hay nâng mùi tiết what do you have in your bag? Ok chẳng dân khơi what vì chôl lại kế chôl WA question do ní vậy để kế ao dân prai chung mùi hay you. You cứ verb to be phò dân nâng anh. Chẳng bê dân pra do hát ai bàn cái lãnh này dân đã do hát ai bàn dân ở đã does. Vì bố để xa tay subject này cứ chia you. Ok chẳng bà xin chia cái lãnh này he, she, it rồi có cái đã chung mua nên nà mình nè quạt cứ chia sợi rồi có pro ấy chẳng ủ tổ hò chung mua nhóm Miriam rồi có chung mua nạp xên tiết chung mua pro chung mua sụp hiệp chung mua ấy chẳng anh nắng. Dân cái lại này cứ dân từ đạt đôi nơi khẳng lớ cứ does. Ok chàng chân xung nói cái lại này cứ ở miền ấy chẳng thế cứ kê còn tệ chàng bọn riêng dân ở pra WA question chứ mùi
verb be hay nâng do. Chẳng dừng bàn dù hãy thà be nâng dừng miền ai kê khá hay do rồi có does dừng prai chú mùi sập niêm ai kê chẳng tử. Ok chẳng ní cứ chỉ ụ tờ hò rồi bò dừng tặng bấy để dừng đọt sẵn mô bì khăn ông át tờ bọt phò dừng đọt sẵn mô bì mê riêng phò dừng nâng ấy chẳng dừng ọt miền away play tế xong rạp ní của W expression dân riêng mê riêng hai riêng mê riêng môn hai verb be hay nâng do does dân có riêng mê riêng môn hai đại chả chẳng nâng xong rạp language focus phò dân cứ dân miên tại bằng năng ái và xin chị dân miên ấy chia chung ngói ai comment chị question ban tiệt và chẳng detail ấy chẳng anh này. Chẳng dân nâng chô chùm nội bằng tọp tiết cư chùm nội e-reading ca an. Chẳng dân xông lộp ở ní. Ok, chẳng chúng nói tí mũi cứ kì ai dân read the text. Chẳng môn nâng dân án cứ dân trâu miên à so nó lơ kết ác khiến sẽ nằm bây nghe sử dụng nhóm trong ca bóng hàng dân từng ọc khí nế. Ủa nè khá lạc gọt miên sử phơ bốm nè khá lạc gọt ọt miên. Hai nó bê đề nhóm của bông ta sử xê đạc nông chô nông kết ác khiến dân nâng. Xôm ở dưỡng miền bếch hay nâng sắp hơi xế chùm lõng chô được nâng sắp hơi xế phò dưỡng phòng chân nhung nâng chạp đam sắp xế chân text mùi ní cư kênh dễ ông bì thị đà thị đà's family lives in a small village. Her house is near a village market. It has lots of stores selling meat, food, corn. Corn, fruit, vegetables, fruit cái này nè kia đã y tế mặt đằng đài, vegetables and other goods. Her mother is a seller in the market.
She sells meat and some fresh vegetables. She sells meat and some fresh vegetables. Her store is next to the rice store. Every day she sells a lot of goods. Most of the villagers say that she sells with fair price and fresh. Her mother is happy with her selling. Her daughter always helps her. When she is free from school. All right. Chẳng dừng bàn chùm lòn rùi rùi hai. À tập bọt phò dừng. Chẳng tìm mùi cư kì ai dương read the text and at the bot. Chẳng ở lâu ní xôm đập nhóm sân nhóm nâng an ai nè từng ọc ní đập. Ok, nhóm chấp đám e reading. Tida's family lives in a small village. Her house is near a village market. It has lots of stores selling meat, food, corn, fruit, vegetables, and other goods. Her mother is a seller in the market. She sells meat and some fresh vegetables. Her store is next to the rice store. Every day she sells lots of
a lot of goods. Most of the villagers say that she sells with fair price and fresh. Her mother is happy with her selling. Her daughter always helps her when she is free from school. All right? Chăng dương ban an rui roal hai a lời ni xôm tha tam nhùm. Okay? Tida's family lives in a small village. Her house is near a village market. It has lots of stores selling meat, food, corn, fruit, vegetables, and other goods. Her mother is a seller in the market. She sells meat and some fresh vegetables. Her store is next to the rice store. Every day she sells a lot of goods. Most of the villagers say that she sells with fair price and fresh. Her mother is happy with her selling. Her daughters always helps her when she is free from school. Okay, good job everybody. Now, let's read together one more time after you repeat after me, and we will do the translation later. Chăng tọa pi tha tám lỡ dân an chú mùi nâng khía. Hãy tọa mát bàn dân phơ ca bọ prae. Lỡ dân chú mà an chú mùi nâng khía. Begin. Tida's family lives in a small village. Her house is near a village market. It has lots of stores selling meat, food, corn, fruit, vegetables, and other goods. Her mother is a seller in the market. She sells meat and some fresh vegetables. Her store is next to the rice store. Every day she sells a lot of goods. Most of the villagers say that she sells with fair price and fresh. Her mother is happy with her selling. Her daughter always helps her when she is free from school. Okay. Chẳng dân an rồi hai chùm mùi nâng khía ở lời ní dân mà mơ mà bị dốt đồng bây nâng phơ ca bọ bà đồng bây dân canh tài chất bác nghe xuống không ca chá lại xùm nù mình tịch tiệt. Alright. Tida's family lives in a small village. Chẳng Tida dân qua rồi mà hai nơi conversation rồi bà dân cửa xa rồi bà Tida rồi nơi nông hùm tội mùi. Her house is near a village market. Teh robos niang neu chet psa knong phum. It has lots of stores selling meat. Vi mien tob che chran luok saich food aha corn pot fruit plai che vegetables banlai and other goods. Hai tum neng
chỉ tràn tiệt goods cái loại ní cứ dân bỏ prai tụm nén nhá mình good là on nè bằng good là on mình s tem tại bằng goods tụm nén mình s. Okay, her mother is a seller. Mà đai đồ bò nén cứ chia nè lụa in the market chẳng gọt chia nè lụa nè không xa. She sells meat nén lụa side and some fresh vegetables. Hai cái bần lai sra khla đai. Her store is next to the rice store. Chẳng tốp đồ bò nén cứ nơi chuap chu muay nâng tốp luộng cò rice cái này nó hai thằng cò mẹ bài every day she sells a lot of goods chứ chỉ riêng rót ngay cứ niêng lúa tùm nênh chỉ tràn most of the villagers say that chẳng nẹp hôm chỉ tràn bàn dây thái. She sells with fair price and fresh. Quạt lúa chú mùi nâng đồng lại xăm rôm hay nâng bó sra sra. Her mother is happy with her selling. Chẳng mặt đai rồi bó niêng, mặt đai rồi bó thịt đà nâng anh. Cứ sở bái chết khăn nông ca lúa. Her daughter always helps her when she is free from school. Chẳng con sợi rồi bó. Quát con sợi nâng cư xâm tạo tờ lơ thi đà đá. Chẳng của mạng quát trên nạ lụa đố. Ta anh ta chui quát nợ bê đá quát tùm nế bì cà riêng sốt. Chẳng cả lại nít bì tùm nế bì school nâng bên tùm nế bì sà la ấy chẳng á nà. Thích bọn chẳng bì cà riêng. Này vì ok chẳng dân ban bộ para hay nâng an chỉ mỗi khi rồi rồi hái chân so mà dân bán chăm á chăm cả bộ para chăm ăn tập bọt phơi dân bị bướu lần ní trôi bắt top tiết dân nâng phơi cá chải sầm nuôi chỉ mỗi nâng khi chả chân dân so mơ bệnh tật tới mơ nông sản phơi của bán mơ nơi đa khiên của bán nhưng ai pe pin tì dân mơ đồng bây chàm hay tiết tiết dân nâng cho lại xung đuôi chung mùi nâng khỉa. All right. So I'll erase it now. Chúng nhóm xôm lục bia hay. Chẳng nhầm nâng cắt xùm nụ chỗ. Chẳng chùm nói tiếp cái I read the text again. Chẳng mấy nhầm ai pêl an khuôn ai mà đoàn tiệt hay. Chẳng dừng an hay hay. Lớ dừng chỗ một đó. Ca chá lại xùm nụ phò dừng một đoàn. Chẳng từ bốn cái ai dừng chìa ưu tổ hò mà đà. Đừng bây dừng. Nghe xùm nụ chỗ không ca chá lại xùm nụ. Chẳng xùm nụ phò kế cái xu thế. Where does Tida's family live? Chúng lại, her family lives in a small village. Ok, lời dân cho xùm nụa phải dân này cứ chỉ ưu tự hò phải kế chân cái số thế. Ta cổ xa rồi bò thịt đá rôn nơi nè chẳng. Chùm lái quát rôn nơi khốn khúm tội mùi. Lấy dân chôn mà đo xùm nua dân để trở lại ní kron tờ chìa ủ tờ hó. Chẳng
Chúng xem nội tìm mối, question number one. What does... Tida's mother sell in the store? What does... Tida's mother... Chẳng lại nếu dân đã trình lo tích máu, đừng bởi dân xưa chú lại xùm nụ phải dân. And question number two, where is her store? Hãy dân đặt cái lại nếu đừng bởi chú lại xùm nụ máu. Question number three, how does her mother sell? Sorry. Question number four, last question. Why is your mother happy? Why is okay, chẳng ở lời ní dân mà ăn xùm nuôi chùm mùi nâng khí sân. Tập máy chậm dân chả lời. Ok, chẳng nhóm xung lục cả là anh đi buồn tích. Dân nâng mơ tự xe nơi khẳng lơ vinh. Tại dân nâng tự xe tích tiết đời xa tại camera chạp ở bàn đó cả rào. Ok, dân an question number one. What does Tida's mother sell in the store? Ta mà đáy rồi bỏ thịt đá lụa ở với nữ nông tô phở cột. Chẳng gọt lụa ấy kế mình chạm ớt. Chẳng nhìn cho lại lâu mất cũng ai plek lại ăn xùm nua và tọp tiết plek ở. Ok, chẳng dân ai đặt pin của bạn đấy. Dân cho lại mất thịt đá's mother sells. Hai bật tọp mà tiết dân đã sell ấy kế. Chẳng nhung từ xe cắt ai của đã khiến dân ở group. Meat and fresh vegetables. Ok. Chẳng lịch bí, where is her store? Ta hàng rồi bò quát nơi nè. Hàng bò quát nơi nè. Next to the rice store. And question number three, how does her mother sell? Chẳng ta ca lụa đồ phò mạ quạt nâng dạng mạch đài dân dạy tha quạt lụa dạng mạch. Chẳng quạt lụa đầm lái nâng viên mạch hay và là tập hòa phò quạt nâng mạch đài. Chẳng dân khơi nâng không ăn tập bọt phò dân hay. She sells with fair price. And fresh. Okay, chẳng là dân bỏ án hay tăng xùm nuôi nâng chùm lại. Hay number four. Xong đặt lại ní hả nè. Okay, number four. Why is her mother happy? Này chả lại khuôn ai lịch buồn lùm hạt dường. Phụ nhìn chả lại ở bây giờ. Lấy dường mà ăn cho mùi nâng khía. Ok, dường ăn chả phát ăn bị lịch mùi. What does Tida's mother sell in the store? Tida's mother sell meat and fresh vegetables. Where is her store? Her store is next to the rice store. How does her mother sell?
She sells with fair price and fresh. Question number 4, why is her mother happy? Anang cho lại được luôn anh. Answer by yourself. That's your work. Okay. Chẳng dân cho một đàl F một đòn. Xong lục ảnh đi hết nè. Chẳng F, chỉ nói cái lãnh năng speaking, bên tay cái ơ dân là cái nạn chia practice tế. Cái đã ơ dân bằng bên trình lõ. Chẳng cái miền A, B, A, B, A, B, đừng ớt vào mùi. Chẳng kể ai dân ưu tờ ho mua chùm nói A hay nâng B cái lại nè. What do you buy? I buy meat. Bà thọc mà tiết what blank your blank sell and B my blank sells blank and blank A where blank the meat store and last B it's blank the blank store. Alright, chẳng cái lại ní kia ai dân bằng pinh hai bài tập mà tiết. Practice with your partner. Anh vọt chú mùi nâng đáy cu rồi bòi dân. Lấy dân mau bằng pinh chú mùi khí nìa. Bà xin chú dân bằng pinh khla khla hai lỡ. Lấy ní dân bằng mớ thay chùm lại bòi dân đôi khí nìa đưa gõ ọt. Chẳng what cái lại ní cu đại kì. Your blank cell. Chương conversation phó dưỡng chăm ớt. What does your mother sell? My, tụi bê cái xua bì mạc dưỡng chân dưỡng chân lai bì mạc. My mother sells. Chân mạc thì đa lụa ấy kê khá là meat and ấy kê fresh vegetables. Okay, where blank the meat store? Chẳng lại ní, dừng đạn ấy kì. Okay, is. It's blank the blank store. Chẳng, à tụi bọt phải dừng đăng ngay. Hàng sạch, hàng phòng mạng thì đã nơi chọc hàng ấy kì. It's next to the rice store. Okay, chẳng là lời ní dân ban bằng pinh rồi hái đo vẹ dân trâu mà ăn quạt mùi nâng khía ta lời dân xong ăn từng ớt sân mà conversation nâng tầng mùi sân. Chẳng ế what do you buy? I buy meat. What does your mother sell? My mother sells meat and fresh vegetables. Where is the meat store? It's next to the rice store. Okay, lấy dân mà practice chùm mùi khí nế. Nhôm nâng vô chùm nội A, nè tầng A khí nế chùm nội B.
Chẳng đọc về nè tầng ọc này nhóm nâng cho all out nè. Tỏ, ready? What do you buy? What does your mother sell? Where is the meat store? Okay, good job everybody. Now let's switch. Mà lời dân clap đồ mà đón nhóm B nè tầng ọc này A. Tỏ, chắp đàm. I buy meat. My mother sells meat and fresh vegetables. It's next to the rice store. Okay, good job everybody. So come to young for ban lo. Chang yom som lop chum noit ni hai sam rap chum noit chi writing. Thì mình mùi nhóm chỉ làm thi pi là hốt. Ok. Chân kì ao dương cái lại ní kì đã thao. Write 5 sentences about the village market in your notebook. Chúng cái ai dân sẽ xe bà dốt pram tầng ấp pram bà dốt cho tụi khốn ông ông bì phùm phùm phà thị đa nắng cho tụi khốn ông sửa phơ sửa xe rồi bà dân chúng cái ai example rồi bà dân mùi tụi mà canh dân mùi example. Every morning the villagers take their vegetables to sell at the market. Alright, chẳng cần ông lấy example, every morning the villagers take their vegetables to sell in the market. Chỉ riêng rõ bớt nẹ phùm, tên vô bình lai rồi bỏ phụ cốt, tờ lụa nớ nông xa. Chẳng cái miên, cái ai dân phơ mán nỉ, pram. Chẳng dân bà cá bà dốt máu. Tại mình bà dốt khơi chê được nhóm nhìn là nâng còn tại nhóm cụ ai dân đần chẳng. Cá bằng cá bà dốt đi chì ưu tổ hóa dân ai mơ bán. Hay dân ai đọc xa răng tì khăn ông ạ thật bọt phá dân được có conversation rồi bà dân bán. Hay dân thơ chùm nuôn mán. Pram. 5 sentences. Chẳng anh ấy cứ thơ đợi khuôn ai nhá. Chân nhóm ở bàn phở ai tiết tế của dân bàn cây cho mùi khí nế chùm nguồn bì lùm hạt hai chân mùi ní phở để khuôn án hai bà xin chìa phở bàn hai ai đặt cho nâng comment phở dân nơi crown video mà đừng bây ơi kháng cổng càng nghĩa chùi mớ cài đầm rơi từng ọt khí nế chà ở con chân chân mê riêng tì bây phở dân unit 3 a market in my village dân chọc tệ bà nâng án. Xong ạ con xong chuẩn bị lìa.